Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình JQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30 và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình JQ Tools. Như thường lệ chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1 những dụng cụ Handstone và các bạn lưu ý những sản phẩm còn lại được để trong phần mô tả, các bạn có thể xem lại sau mỗi video công chiếu. Mời các bạn. Đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với những cái mũi do của Nhật nha các bạn. Mũi do của Nhật dạng đầu con và chân là chân 6.3 thông dụng ha, chân 6 là thông dụng. Tình trạng là mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. Mới tinh chưa sử dụng ha. Cái này giao lưu cho bạn khoảng là 100 ngàn một cái ha, mũi của Nhật các bạn. 100 ngàn một cái. Một cặp cạo ép của Đức. Kích thước như sau. Chiều dài là 27 cm nha các bạn, 27 cm. Hai cây này thì kích thước nó xem với nhau nhưng mà nó không cùng thương hiệu nha các bạn. Không thương hiệu. Cây này là của Heba Germany. Heba Germany. Cây này thì là của Stabil West Germany ha, Tây Đức. West Germany. Stabil và Heba. Ok. Cái cặp cạo ép của Đức này giao lưu cho bạn với giá là 390 ngàn. 390 ngàn. Một cái nhắc lại của Stabil Tây Đức. Cái này thì của Hepa. Cây này thì tình trạng khá mới các bạn, khá mới ha. Kích thước hai cái thì nó tương đương ha, xem. Cái Eto mini dạng dùng để phay khoan cho những cái khoan bàn size 6 tấc hoặc là những cái máy phay mini đó các bạn. Cái này của Brosson Đức. Tình trạng cái Eto này gần như mới các bạn. Gần như mới ha. Sơn zin nó màu xanh quân đội các bạn. Nhỏ nhắn nhưng mà rất là chắc chắn và rất là chỉnh chu ha. Bộ hàm có phay những cái rãnh để chúng ta kẹp những cái dạng phôi trụ tròn. Hàm thép ha. Mình gan nhưng mà cái chất gan nó đánh giá khá là đặc thịt. Khá đặc thịt. Mịn, không có bọt. Và rất là chất lượng, cho được tình trạng cái tô này gần như mới luôn các bạn, gần như mới luôn. Cái tô mini này giao lưu cho bạn với giá là 450 ngàn. 450 ngàn ha. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Chiều dài hàm của nó là được 51 ly. Gần như chưa sử dụng rồi. 450 ngàn ha. Một cái bấm gimbal của Max. Và bấm gimbal của Max Made in Japan mà. Tình trạng hoạt động tốt. Tình trạng là hoạt động tốt. Đây là cái mình bỏ đinh vào đây. Đây. Okay. Thích hợp cho các bạn chúng ta dùng để đóng vô những cái pallet, bắn mà mấy cái banner quảng cáo rồi đó ha. Bấm tập bấm giấy vân vân, rất là đa dạng đa năng. Và hàng chuẩn Nhật ha, tặng kèm cho các bạn một cái hộp đinh cùng thương hiệu của Max. Made in Japan. Khoảng 1000 cây ha. Đây mới là khoảng 1000 cây. 1000 cái đinh. Giá giao lưu cho bạn khoảng là 200 ngàn. 200k cho cái bấm gimbal của Max. Một cây búa bi của Elora. Tình trạng đầu búa thì còn khá đẹp, phần cán thì nó có một vài cái vết thương binh, mình sẽ mô tả chi tiết luôn. Okay.
Chiều dài của cây búa này là được khoảng 40 cm nha các bạn. À, đầu búa kiểu dáng rất là đặc trưng, rất là lạ, rất là khác biệt so với những cái đầu búa bi Mỹ hay là Nhật mà chúng ta hay thường thấy ha. Thương hiệu Elora Đức, cán là gỗ hickory, cán zin gỗ hickory, niêm tròn. Đầu búa mặt búa thì còn khá đẹp nha các bạn, khá đẹp ha, đầu bi tròn to. Ok, cây búa của Elora này giao lưu cho bạn với giá là 350.000. Elora Đức 350.000. Phần cán nó có những cái vết cấn ở phần đuôi này, về chúng ta có thể xử lý keo vẫn dùng tốt và vẫn dùng bình thường. 350.000 cho cây búa bi của Elora Đức, kiểu dáng đầu búa rất là đặc biệt, rất là lạ luôn. Lần đầu tiên mình bắt gặp một cái dạng đầu búa bi của Đức như thế này. 350, khá là to, mà size này khoảng size số 2 ha. Elora. Một cái xẻng mini của Elephant. Elephant của Nhật. Tình trạng cái xẻng mini này khá là mới nha các bạn. Dùng để đào đất, trồng cây đồ, vân vân, rất là hiệu quả. Chiều dài 43 rưỡi các bạn. Khoảng 43 rưỡi ha. Chiều rộng của cái lưỡi là được 14 cm, chiều dài lưỡi khoảng 21 rưỡi ha, 21 rưỡi. Stiff Elephant. Cán cũng chuốt rất là dễ thương, và nhìn cái phần cán ha, chuốt rất là đẹp, phần tay cầm cũng vậy. Tay cầm gần như mới các bạn, gần như mới. Ok, cái xẻng mini này giao lưu cho bạn với giá là 250.000 ha. 250.000 cho cái xẻng mini của Elephant. Tình trạng khá là mới ha, dễ thương, đào đất, trồng cây, làm vườn, lặt vặt linh tinh, khá đẹp các bạn. Một cái dụng cụ móc xin của Top, và phần cán được làm bằng inox các bạn. Inox này có hết 500 nha các bạn. Inox có hết 500 ha. Ở phía sau này chúng ta có những cái cạnh để mở từ 10 ly, 8 ly và cái nhỏ nhất là 6 ly, cùng với lại một cái trồng lục giác này là 21 ly nữa các bạn. Tình trạng nhắc lại là mới tinh, chưa sử dụng ha. Cái đầu nó còn cái cao su bảo vệ đây nè, móc xin. Chiều dài của cái móc xin top này là nó được 29 rưỡi cm ha. Cái móc xin này giao lưu cho bạn với giá 150.000 ha, 150.000 các bạn. Stainless thép không rỉ. 150.000 cho cái móc xin của Top, tình trạng mới tinh, chưa sử dụng, và chất liệu cán cầm là inox. Inox. Tiếp tục chúng ta đến với ba cái thước dây của Nhật. Hai cái này là chiều dài của nó là 3,5 m nha các bạn. Cái này thì chiều dài của nó là chỉ có 2 m thôi. 2 m thôi. Nhưng mà được cái thì nó bù lại thì nó có cái mắt thủy ha, nó có cái mắt thủy. Ok, nó có cái mắt thủy. Rồi, hai cái này. Tình trạng cái phần vỏ ngoài thì nó có những cái vết xước xước trầy trầy. Nhưng mà quan trọng là cái ruột ở trong của nó gần như mới các bạn. Gần như mới và tất cả đều là hàng chuẩn Nhật hết ha. May cho bạn 3,5 m nha. Ok. Gần như mới. Cái độ bóng ở trên bề mặt thước nó nói lên cái chất lượng của cái thước nó. Ok. Cả hai đều còn rất là mới mà. Hai cái 3,5 m và một cái 2 m. Cái 2 m thì nó có được thêm cái mắt thủy ha. Ok. Cây này thì chúng ta đo vừa hệ metric và cái hệ inch ha. Cây này thì chúng ta chỉ đo một cái hệ metric, hệ chuẩn của châu Á mình hay dùng. Và cái này chúng ta vừa đo được hệ metric và hệ inch. Ok. Tất cả đều là hàng chuẩn Nhật hết nha các bạn. Made in Japan ha. Cây này thì khá là cổ điển của KDR, KDS, KDS Japan. Và cả ba đồng giá 150.000 cái nha các bạn.
150 ngàn một cái. Nhắc lại ha, 150 ngàn một cái. Hai cái này là chiều dài nó là 3,5 m, và cái này là chiều dài nó là 2 m thôi, nhưng mà chúng ta có thêm một cái mắt thủy ha. Bù lại chúng ta có thêm một cái mắt thủy, và này nó có khóa nha các bạn, nó có khóa dây ha. Còn cái dạng này nó cổ điển, nó không có khóa dây, chúng ta khóa bằng tay ha. Khóa bằng tay. Ok, lưu ý ha. Và tình trạng dây rất là mới nha, mình tôi đã kiểm tra dạng dây rất là mới, là so dây thiều kéo tốt, 150 ngàn một cái các bạn. Một cây kéo của Gibbon Anh cũng còn khá là đẹp các bạn. Gibbon, một cái thương hiệu khá là lâu đời của Anh. Chiều dài cây kéo cắt tone này được 30 cm nha các bạn, 30 cm. Cái phần da để mà khóa cái cán ở đây nó bị đứt các bạn, nó bị đứt cái này. Các bạn về chúng ta có thể thay thế bằng chất liệu khác, nhưng mà tuy nhiên thì với chất liệu da thì trông nó sẽ cổ điển hơn ha. Gibbon Recall, Gibbon Erin Recall của Anh các bạn. Và tình trạng lưỡi còn rất là đẹp các bạn ha, tình trạng lưỡi nó còn những cái sớ phay sọc sọc, chưa có bị mài qua luôn, chưa có bị mài qua luôn. Một cái kiểu dáng đặc trưng của những cái kéo cắt tone cổ điển các bạn. Cái kéo cắt tone của Anh này giao lưu cho bạn với giá là 350 ngàn ha, 350 ngàn các bạn. Chiều dài nhắc lại là 30 cm ha, 30 cm. Ở đây nó còn dính một chút xíu cái tem của Gibbon các bạn. Cái tem này nếu mà nó còn full đầy đủ thì trông nó rất là vintage, rất là đẹp. Và nước sơn trên cán này cũng là nước sơn zin của nó, cái màu xanh da trời lật lật kia đó ha. 350 ngàn cho cái kéo cắt tone của Anh, thương hiệu Gibbon. Một cái cân móc, một cái cân móc khá là mới các bạn, của Nhật, thương hiệu là SBA. Trọng lượng cân tối đa của nó là được 30 kg nha các bạn, trọng lượng tối đa cân được 30 kg ha. Và tình trạng khá là mới luôn. Và nhìn từ cái nút chỉnh ha, những cái móc này nhìn nó giống như là kiểu nhìn nó gần giống như là inox các bạn, từ móc trên móc dưới nè. Ok, cái cân này giao lưu cho bạn với giá là 200 ngàn. Một cái cân 30 kg nha các bạn, như vậy là 30 kg nha, 200k. Khá đẹp ha. Mà so ở trong nè, còn mới chát, còn mỡ bò luôn. 200k cho cái cân sách, trọng lượng 30 kg. Một cái khung có 4 bánh xe, chúng ta có thể thiết kế nó thành một cái ván đẩy khuôn để chúng ta đẩy những cái vật nặng, rất là hiệu quả. Các bạn về chỉ việc thả ván vào đây, có thể là ván gỗ, nhôm gân, hoặc là cái tấm thép hay là tấm nhựa gì đó, tùy theo cái chất liệu nào các bạn có sẵn mà chúng ta dễ dàng mua ở bất kỳ đâu. Các bạn chỉ việc đo sai kích thước, chúng ta cắt thả vào. Và một cái đề xuất của MTV là các bạn chỉ việc là bắn keo silicon cho nó dính vào là được rồi, không cần phải bắt vít gì cứng lắm đâu. Cơ bản là nó chịu lực trên 4 cái phần gốc bánh xe và những cái thanh nhôm ở 4 cạnh này. Kích thước của cái ván này như sau, kích thước của cái khung này như sau. Chiều dài nó được 55, chiều ngang là 39 các bạn. 4 bánh xe còn rất là mới ha, 4 bánh xe còn rất là mới. Tình trạng nguyên zin, chưa có qua vệ sinh gì hết, còn bụi còn vắng nhện luôn đây nè ha. Bánh xe còn khá là mới, khá là mới. 4 bánh xe quay hết nha các bạn, cả 4 bánh xe quay hết. Và size bánh này là size 75, size 75, 75 ly ha. Đường kính bánh này là 75 ly, 4 bánh xe hết nha các bạn. Khung nhôm rất là nhẹ, thích hợp chúng ta làm những cái ván đẩy khuôn đẩy hàng, rất là chất lượng các bạn. Ok, cái khung này giao lưu cho các bạn với giá là 450 ngàn. Cái này nó của Sanco nha các bạn, nó có cái hiệu ngay gốc rồi nè,
Sanco ha, của Nhật á, 450.000. Khá là mới ha. Những cái V nhôm này là họ tán đi V luôn các bạn, tán đi V vào cái phần góc nhựa luôn, những cái góc nhựa này. 450.000 cho cái khung này. Một cái thùng tuôn khá là chất lượng các bạn. Và thường những cái thùng này thì mình hay bắt gặp của Canada hoặc của Mỹ, với cái chất liệu nhựa nó đặc trưng và những cái phần khuôn đúc dập tạo gân cái vân như thế này. Thứ ba nữa là rất là chắc chắn, cái thùng này rất là chắc chắn, các bạn có thể đứng lên đứng ngồi thoải mái ha. Nó là một cái thùng tuôn thật sự, và điểm chúng ta quan tâm nó là dùng móc khóa bằng kim loại, nó giúp cho chúng ta đựng những cái đồ nặng, và khi chúng ta xách đi thì cái khóa này nó sẽ hạn chế tối đa cái việc nó bị bung. Đó là cái ưu điểm của những cái thùng nhựa mà móc khóa kim loại, nó giúp cho chúng ta dùng để chứa những cái tuôn thì đó, nó hơi nặng một chút xíu, vẫn ok ha, khá là dày. Bên trong này đúng ra nó còn cái ngăn phụ nữa nha các bạn, nhưng mà cái này lúc hàng bãi về thì nó mất rồi, nó chỉ còn như thế này thôi. Kích thước của cái thùng này như sau: chiều dài là 42 cm, chiều rộng của nó là khoảng 22 cm, và chiều cao là được 22 cm luôn các bạn, 22 cm luôn, không có bị nứt vỡ hay là bị cong vênh gì hết ha. Là một số cái thì chúng ta thấy là khi về nó bị những cái đồ quá nặng nó đè đó, có thể nó bị biến dạng, bị cong vênh, và nó bị ép ở thời gian lâu ngày thì nó sẽ bị vênh, và khi mà nhựa nó vênh rồi thì chúng ta phải dùng nhiệt thì chúng ta mới xử lý để mà sửa chữa, trả nó về với hiện trạng ban đầu được. Ok, cái thùng này giao lưu cho bạn với giá là 300.000, 300.000, rất là chất lượng các bạn, rất là dày, cái nhựa nó rất là dày và chất lượng, 300.000. Phía trong nó có đóng một cái đét mà trông nó rất là đặc biệt các bạn, nhìn nó như là một cái đồng hồ á. Đây admin có thể quay gần lại cho mọi người nhìn thấy được cái này không, cái đét của nó các bạn thấy không, để nhìn giống như là cái đồng hồ đó, nhưng mà mình nghĩ là cái đét hiển thị tháng ngày sản xuất thôi, 6 9 12, 3 6 9 12 nè, nó chia ra giống như là kiểu một cái đồng hồ vậy đó. Một cái thùng nhựa thứ hai, cái thùng này thì đến từ Canadian Box Canada đó các bạn. Okay. Kích thước của nó cũng đã có ghi trên thùng rồi các bạn, 450 đó. Ha, 450 thì mình nghĩ là chiều dài của nó là 450 ha, nó lấy làm cái mã cho thùng luôn, 450. Chiều rộng của nó là được 23 cm, và chiều cao của cái thùng này cũng khoảng 23 cm luôn. Cái bản lề phía sau nó chạy xuyên suốt các bạn, một cái thanh sắt chạy xuyên suốt. Vẫn là thùng nhựa nhưng mà móc của nó là móc ha, móc kim loại các bạn, giống như kiểu inox vậy đó ha. Thì nó có thể là nó không cứng bằng cái thùng vừa rồi, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được chúng ta đựng những cái tuôn gì để nó nặng nặng chút xíu vẫn ok ha. Ở trong này chúng ta có hai cái ngăn như thế này. Rất là lợi hại các bạn thấy không? Và trên đây nó có những cái chia sẵn. Chúng ta về chúng ta có thể cắt cho nó những cái miếng mica mỏng mỏng đó, vừa với kích thước này để chúng ta ngăn chi vách ngăn. Các bạn đựng những cái jack điện nè, hoặc các bạn đi câu thì chúng ta đựng những cái chi tiết liên quan tới dụng cụ câu, nó sẽ phân ra chúng ta đựng được khá là nhiều, khá là hay. Những cái miếng như thế này, tương tự như thế này nè, nó có size sẵn nè, chúng ta chỉ việc cắt. Cắt và chúng ta lấy ni cắt cắm vào thôi. Ok, 1 2 3 4 5, đây là cái thanh dài các bạn, đây là cái phần chia thanh dài.
Bên dưới nó cũng khá là rộng để chúng ta có thể đựng những cái đồ. Rất là hay. Ok. Một cái thùng tua nhựa chắc chắn. Những cái này chưa có vệ sinh còn dơ dơ, cái này về các bạn đi chà. Bỏ miếng dầu xịt giường cái là nó ra, tại vì nhiều khi nó dính những cái dơ mạt vậy đó, dầu nhớt vậy đó, cái nó cấu lại thôi. Ok. Đây, phần đáy này nó có ghi xuất xứ đây các bạn. Sản xuất ở Nhật các bạn, sản xuất ở Nhật. Sanwa Plastic. Nhưng mà có thể là xuất cho thị trường Canada, Mỹ. Làm theo kiểu như đơn đặt hàng. Và tình trạng cái thùng này cũng không có bị nứt vỡ hay là biến dạng do bị đè cấn gì hết nha các bạn. Ok. Cái thùng này giao lưu cho các bạn với giá là 400 ngàn. 400 ngàn. Khá là ngon ha. Có hai cái ngăn để mà ta đựng được nhiều cái tool lặt vặt linh tinh. Một cái thùng nhựa thứ ba. Cái thùng này thì chuẩn Nhật rồi các bạn. Thương hiệu Ringstar. Một cái thương hiệu rất mạnh của Nhật. Về những cái thùng tool. Đi qua đến những cái thùng tool cũng như là một số cái vận dụng cụ tool. Cái cách tháo của nó cũng rất là hay các bạn. Nó thực sự là một cái thùng tool và chắc chắn. Thì mình cũng có một cái tương tự như thế này. Nhưng mà không không đẹp bằng cái này đâu các bạn. Không đẹp bằng cái này đâu. Thì mình cũng đụng đựng những cái vật dụng linh tinh trong gia đình, như là những cái cần thiết thôi, kèm búa rồi mỏ lết gì đấy vân vân ha. Kích thước của cái thùng này như sau. Chiều dài của nó là được 45, chiều rộng của nó là 22 và chiều cao tính luôn cả quai là 25. Chúng ta mở nó như thế này các bạn. Cái thùng này nó có tên là Gavate Super Wide Toolbox. Chịu tải trọng nặng được các bạn. Cái quai họ thiết kế như thế này thì chúng ta để những cái đồ nặng thì rất là thoải mái, không sợ bung mà ha. Khi mình xách nó chịu lực tốt ha. Ok. Bên trong nó mở ra như thế này. Chúng ta để những cái tuôn dài phía dưới đây và những cái ngăn chia này các bạn có thể thay đổi kích thước tùy theo cái nhu cầu sử dụng, mình có thể thay đổi kích thước của nó ha. Ok. Rất là chắc chắn các bạn. Rất chắc chắn. Một cái thùng tuôn bốc của Ringstar chuẩn Nhật. Ringstar. Made in Japan. Ok. Cái thùng này giao lưu cho bạn với giá là 400 ngàn. 400 ngàn. 400 ngàn cho cái thùng toolbox của Ringstar. Khá là chất lượng mà. Chất nhựa nó cũng dai. Đến với một cái dây dù, dây thun dù các bạn. Và ở đây nó có cái thun ở giữa các bạn, để nó giúp cho cái dây nó gọn, thu gọn lại để chúng ta dễ dàng cất ở trong những cái thùng đồ nghề trên xe ô tô mình đó. Thì đây là cái dạng dây cứu hộ dùng để kéo xe hoặc chúng ta đi rừng off-road, đi chơi dã ngoại nữa. Chúng ta dùng để kéo xe, kéo đồ vân vân. Và tải trọng của cái dây này theo công bố của nhà sản xuất là được tới 2 tấn mà 3 tấn mà được tới 3 tấn ha. Mấy giờ bằng tình trạng cái dây còn khá là mới ha. Khá là mới ha. Và cái test tối đa của họ là họ cho mình tới 5 tấn nè, cái test mà lực mà để cho nó đứt cái dây luôn ha là 5 tấn, và cái tải trọng họ khuyến cáo sử dụng cho chúng ta là 3 tấn thôi. Ok. Mấy giờ bằng hai cái móc của nó đây. Móc thì họ cho chúng ta dư dư tải ha. Họ để 6 tấn cái móc này lận. Hệ số an toàn lúc nào nó cũng sẽ dư dư giả, max loss 6 tấn mà, thấy không? Cái dây thun dù ở phần ngoài của nó là dây dù và ở giữa nó là có cái lỗi dây thun, mình gọi nó là cái dây thun dù này. Giao lưu cho các bạn với giá là 250 ngàn ha. 250 ngàn. Chiều dài tối đa của nó được khoảng tầm 3 mét thôi mà. Nếu mà kéo căng cái dây nó ra, căng cái dây dù mức của nó ra thì nó dài được khoảng tầm 3 mét. Thùng gọn lại ha, để chúng ta cất gọn trong những cái thùng đồ nghề trên xe này kia đó.
Đó là ok. Một cái dây tiếp theo cũng là dạng dây thun dù, nhưng mà cái này nó tải trọng nó khủng hơn các bạn. Tải trọng của nó gấp 4 lần, gấp 4 lần kia lần. Trên đây họ ghi là tải trọng của nó là 12 tấn các bạn. À, tải trọng 12 tấn. Mày sao bằng. Ok. À, 12 tấn. À, ở trên cái móc này nó cũng có ghi các bạn. À, mắc loss 12 tấn ha. Thì tình trạng cái dây cũng còn rất là mới rồi, rất là mới. Và những cái phần mai chằng ở trong đây họ còn bọc thêm một cái lớp bảo vệ bên ngoài nữa, mà bảo vệ ở phần vị trí mà mình mai, họ mai chằng cái dây dù á, à, mai chằng gặp lại để đưa vào cái móc này, đưa vào cái móc này. À, thì cái này chúng ta ngoài chúng ta việc kéo xe, chúng ta có thể dùng để kéo hàng, câu hàng gì đấy mà không muốn để lại những cái vết trầy trên những cái đồ của mình. Ok. À, rất là chất lượng. Đây. Cái này kéo dài hết mức ra cho nó khoảng tầm 5 mét thôi. Khá là dài. Ok. Cái dây tải trọng 12 tấn này giao lưu cho bạn với giá là 600 ngàn ha. 600 ngàn các bạn. Khá là mới nha. Khá là mới. Thun còn tốt ạ. Cái dây thun này khi mà nó khi mà dùng nhiều hoặc là bị nó bị phơi nắng nhiều thì nó sẽ mất cái khả năng đàn hồi của dây thun. À, lúc đó chúng ta sẽ thấy cái dây dù nó giãn ra như thế này. Còn cái dây thun mà nó còn đàn hồi, độ đàn hồi tốt như thế này là chứng tỏ cái dây tình trạng nó còn khá là mới ha. Khá là mới. 600 ngàn cho cái dây tải trọng 12 tấn. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cưa lá. À, cũng khá là đẹp các bạn, nhưng mà nó có một cái lỗi ở bên trên phần lưỡi. Mình sẽ mô tả cụ thể như sau. Thì về kích thước của cái cây cưa lá này, tổng chiều dài và cán là 63 cm ha, 63 cm. Cái phần tra vào cán thì chất liệu của nó là thép đen và hiệu lò của nó các bạn lấy đóng rất là sắc sảo và chỉnh chu luôn ha. Từng cái nét chữ cũng như là cái mọc lò dập. Chất liệu thép đen các bạn. Và cái này họ rèn, họ hàn kết nối vào cái phần lưỡi thép trắng này. À, những cái me này nó không có bị hỏng một cái me nào hết nha các bạn. À, những cái me nó vẫn còn bén và vẫn còn sắc, không có bị ảnh hưởng một cái me nào hết. Tuy nhiên một cái lỗi trên phần đây, nó có một cái đường rạn, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy cái đường rạn này ha. Rạn nó chạy từ đây tới đây. À, nó bị nứt, nó bị xé một cái đường khoảng tầm 10, khoảng tầm 10 10 ly các bạn. Độ dài của cái đoạn xé này nó dài khoảng tầm 10 ly. À, thì cái này nếu như mà mình xử lý bằng hàn tích thì chắc chắn là nó không không thành vấn đề. À, nhưng mà vẫn phải báo rõ cụ thể cái lỗi cho các bạn ha. Và cây cưa lá này giao lưu cho các bạn với giá là 150 ngàn. 150 ngàn. Sau khi mình sẽ tích 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 là những cái chỗ nó bị xé này. À, mà sẽ bàn giao cho các bạn, gửi đến cho các bạn nào chốt cái cây cưa lá này. Nhắc lại nha, phần này nó là thép đen và phần lưỡi này là thép trắng các bạn. À, một cái điều rất là đẹp ở cái phần mộc hiệu lò ở đây ha. Nhắc lại chiều dài là 63. Và cái phần lưỡi này, toàn bộ phần lưỡi này không có bị lỗi gì hết. Chỉ lỗi một cái đường xé duy nhất, nó dài khoảng 10 ly. Tức là một phân đó, à, một phân thôi. À. Ok, 150 ngàn cho cái cây cưa lá này. Ok. Một cái dao cắt kính các bạn. Một cái dao cắt kính hoặc là cắt gạch, cắt mica gì cũng được. Phần lưỡi của nó là hợp kim ha. Lưỡi này lưỡi hợp kim. Cán là cán nhôm nha các bạn. Cán nhôm thương hiệu Kubota. Kubota. Nhìn nó cảm giác khá là cổ điển ha. Kubota. Một bên là tiếng Nhật, một bên là chữ Latin. Ok. Cán nhôm. Đây là cái lưỡi của nó nằm trên đây các bạn.
Cắt gạch cắt kính. Cái dao này Zalo cho bạn với giá là 180.000. 180.000 cho cái dao cắt kính cắt gạch. Kiểu dáng khá là cổ điển ha, cán nhôm, những cái hoa văn trên cán cũng rất là đẹp các bạn. Một cái dụng cụ do của Greenfield, Mass USA. Greenfield. Greenfield. Mass USA. Phía sau đuôi này chúng ta có 8 cái ổ để chúng ta chứa những cái mũi dao ở trong đây. Đây phần Greenfield rồi. Và nhắc lại toàn bộ phần thân này nó bằng đồng hết các bạn, đồng mạ. Chiều dài của cái cây do này là nó được 24 rưỡi các bạn, 24 rưỡi. Ở phía sau nắp này nó có cái viên bi ha, chúng ta nhấn cái viên bi này xuống và chúng ta sẽ xoay cái nắp này đến những cái vị trí để chúng ta lấy những cái mũi do của nó ra. Đây. Nó như kiểu những cái mũi khoan thôi, mũi khoan thôi. Ok. Thì chúng ta về chúng ta sử dụng những cái mũi khoan nào nó phù hợp thì các bạn chỉ việc mua những mũi khoan chúng ta lắp vào thôi và xoay nó vào đúng cái vị trí cái viên bi là khóa cái nắp lại nha, đơn giản vậy thôi. Ok, đây là cái vị trí ta siết cái mũi khoan trên đầu này. Và cái việc cho do chúng ta chỉ việc nhấn nó xuống như thế này các bạn, giống như kiểu những cái vít nha, vít nhấn á. Nó xoay theo một chiều thôi, nó xoay theo một chiều nhất định thôi. Ok, cái cây do lỗ của Greenfield Mass USA này giao lưu cho bạn với giá là 300.000. 300.000. Cho cái dụng cụ do lỗ của Greenfield Made in USA. Nhắc lại thân, toàn bộ phần thân này là nó bằng đồng thau và họ mạ các bạn, mạ kem. Một cái dụng cụ mồi gió đá của Sunlight. Sunlight cái này không phải Sunlight mồi gió đá. Thì chúng ta có thể sử dụng hết, chúng ta cho đá lửa vào đây, vặn cái nấm này ra, cho cái viên lấy cái lò xo ra, cho viên đá lửa vào, lắp vào như cái hộp quẹt mình như thế. Dụng cụ mồi gió đá của Sunlight. Ok. Cái này giao luôn cho bạn với giá là 100 ngàn. 100k một cái dụng cụ mồi gió đá của Sunlight. 100 ngàn. Hai cái móc. Cái móc này dùng trong những cái bộ dây đai an toàn hay những cái dụng cụ leo leo núi rồi các bạn. Thì họ hay dùng những cái dạng móc kiểu này. Và những cái móc này chất lượng của nó rất là cao nha các bạn, nó chất lượng rất là cao và thường được sản xuất bởi những nước tư bản. Cái móc này giao lưu cho bạn với giá là 180.000 một cái ha, 180.000 một cái. Thì thường cái lực mà để phá hủy cái này là nó từ 2 tấn 3 đến 2 tấn rưỡi các bạn. Lực kéo chiều thẳng nè, lực kéo ngang nữa, nó tính theo lực thẳng lực ngang nó khác nhau ha. Thì thường họ công bố là cái lực mà để kéo cho nó bung cái này luôn á thì nó khoảng tầm 2 tấn 3 tới 2 tấn rưỡi tùy theo hãng rồi, tùy theo hãng ha. 180.000 một cái nha các bạn. Này, nó có khóa luôn, khi chúng ta vặn đây là nó khóa nè. Thì các bạn xoay xuống dưới đây thì các bạn mới mở ra được ha. Đây, rất là an toàn. Và thường những cái này nó sẽ đi kèm với những cái pa lang chống rơi các bạn. Những cái cuộn dây chống rơi đó nó móc cố định lên trên và họ, khi móc vào là họ khóa vào luôn để nó an toàn. Nhắc lại ha, chất liệu cái này của nó là bằng thép nha các bạn, thép nha, chỉ có cái con lăng này là bằng nhôm thôi, cái con lăng khóa này là bằng nhôm thôi, còn lại là nó bằng thép. Hai cái dao lăng gai dùng cho máy tiện và với hai cái độ mịn khác nhau, một cái răng thưa một cái răng mịn các bạn, một cái răng thưa cái răng mịn ha. Okay. Tình trạng thì còn khá đẹp nha, khá đẹp. Cái răng thưa cái răng mịn đã qua sử dụng rồi, hàng có qua sử dụng rồi, còn khá đẹp. Giá Zalo luôn là 200.000 một cái ha, 200.000 một cái.
dao lăn gai, một cái là răng mịn, cái răng nhuyễn, cái răng thưa, cái răng mịn. Một cây búa nhựa của OH và được phân phối bởi KTC Tool, máy giả băng các bạn, cán zin. Size nó là size số 1 ha. Chiều dài cây búa nhựa này khoảng 31, chiều dài đầu búa 11. Tình trạng còn khá đẹp nha các bạn, khá đẹp ha. Ok. Cây búa nhựa của KTC này giao lưu cho bạn giá là 180.000. 180.000. OH, làm bởi OH nhưng mà phân phối bởi KTC Tool. 180.000 cho cây búa nhựa này. Cái cuộn rulo dùng để xịt tưới sân, tưới vườn, tưới cây nè các bạn. Greenlight. Này, dây nó trong đây các bạn. Phần nấm xoay nằm này ha. Xoay để thu dây. Ok. Cái đường này đường nước ra, đường này đường cấp vào nè. Đường này cấp nước vào. Cái vòi xịt thì chúng ta có thể chỉnh tia được ha. Thì các bạn về mua một cái đầu cái giống như thế này, chúng ta lắp vào cái dây này để chúng ta đấu nối thôi. Ok. Ok. Thì cái dây trong đây thì mình phỏng phỏng thôi, nó còn khoảng tầm 8 tới 10 mét thôi. 8 tới 10 mét thôi các bạn. Và tình trạng phía dây phía trong cũng còn khá là mới ha, khá là mới. Đi kèm với chúng ta có một cái rulo để chúng ta thu dây cho nó gọn. Ok. Và một cái vòi xịt Greenlight. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000. 450.000. Một cái khung với 4 bánh xe là gang đúc các bạn. Chiều dài kích thước của cái khung này như sau. Chiều dài của nó được 70 cm. Chiều rộng của phần khung này được 35. Và đường kính của bánh xe này là 150 nha. Size bánh 150, bánh gang đúc. Thường những cái bánh xe này chúng ta sẽ bắt gặp trên những cái máy nén khí cổ điển của Nhật đó. Còn cái phần khung này thì mình nghĩ là bên kia họ dùng mà họ lắp cho những cái máy bơm lưu động hay là những cái loại dạng như máy rửa xe gì đó vân vân. Thì cái này mình chưa biết chính xác, chỉ biết nó là cái chất liệu là bánh gang và khung sắt kích thước như hình. Giá giao lưu cho các bạn là 500.000 cho cái khung này. Cho khung này. 4 cái bánh này các bạn về chúng ta build một cái bàn hay là một cái khung ván đẩy, ván gỗ bạn thả lên đây thì nhìn nó khá là hay, khá là cổ điển các bạn. Chúng ta có thể lắp đặt những cái chân máy là ô tô rèn gì đấy. Nhìn ở trong nó rất là viên tẹt ha. Nhắc lại 500.000 cho cái khung với 4 bánh xe gang đúc. Đường kính size bánh là 1,5 tấc ha, size bánh 1,5 tấc nha. 500.000 cho cái khung. Khá là. Một cái khung của máy rửa xe, một cái khung máy rửa xe. Kích thước như sau. Chiều rộng của phần khung này là được khoảng gần 40 bạn, gần 40 cm. Chiều dài tính cả cái phần rộng nhất đi là cũng 69 ha, 69. Chiều cao từ mặt lên tới cái quai phía sau của nó là 67. Size bánh là 180 nhân 45. Bánh 1,8 nha các bạn. Bánh 1,8 ha. Bánh này bánh chịu lực các bạn, bánh chịu lực ha. Và còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Phần khung nước sơn zin màu xanh. Một số cái tem thông số của những cái máy lúc về. Thì cái này các bạn có thể, chúng ta có thể build nó lên. Các bạn có thể lắp thêm cho nó thêm hai cái phần bánh xoay phía trước để chúng ta có một cái xe ván đẩy để chúng ta tải hàng, tải những cái đồ nặng khá là ok. Với cái phần khung máy Nhật này thì rất là chắc chắn các bạn. Rất là chắc chắn ha. Dày. Sắt nó dày, mà nước sơn còn khá là đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Ok. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000 ha. 450.000. Ok.
tục chúng ta đến với một cái cảo góc vuông thương hiệu sau mắt của Nhật, Major Bang các bạn. Cảo góc vuông, có thể anh em nói nhiều cái eto kẹp góc vuông đó các bạn, eto kẹp góc vuông để chúng ta kết nối đồ gỗ này, hoặc là chúng ta dùng có thể tận dụng nó để dùng để hàn ke những cái góc vuông, chúng ta cũng có thể kẹp được ha. Thương hiệu sau mắt Major Bang các bạn. Và cái kẹp góc vuông này giao lưu cho bạn với giá là 250.000, 250.000 rồi. Có thể điều chỉnh cái độ rộng hẹp của nó. Ở đây có thêm hai cái nấc tăng chỉnh nữa các bạn. Chúng ta mở cái con lục giác này ra để chúng ta điều chỉnh cái độ dài của cái kẹp này, như kiểu cái eto cái cạo ép vậy đó. Thì chúng ta sẽ kẹp góc vuông. Ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh cái góc vuông rộng hẹp, mở ra mở vào nữa các bạn. Bằng cái tai siết này. Tai siết này thì cái phần ren của nó là bên răng nghẹt nghịch và bên răng thuận. Nó giúp cho cái việc chúng ta thao tác nó sẽ tịnh tiến hai cái hàm nó đi ra một cách đều nhất có thể. Ok, 250.000 cho cái kẹp góc vuông của Somax Major Bang. Đột của Hilti của Đức các bạn, thương hiệu Hilti của Đức ha. Và cái ti đột này là nó có cái size là 8 ly nha các bạn. Ti đột 8 ly ha, hai cây cùng một size và tình trạng còn khá đẹp như nhau. Phần đầu này có đóng, có một vài cái vết nở cấn nhẹ nhẹ thôi. Tổng quan hai cái đều còn đẹp hết. Thương hiệu Hilti, Hilti. Và chúng ta có phần đệm đỡ tay cầm giúp chúng ta tự tin hơn khi chúng ta thao tác đóng lối những cái chốt gì đấy với cái size phù hợp 8 ly ha, 8 ly. Ok. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 150 một cái các bạn, 150 một cây. 150.000 cái ha. Một cái bộ bét cà na, bét hàng gió đá đó các bạn. Một cái bộ bét cà na, cái này nó có 6 đầu ha, 6 đầu. Dùng cho các bác dùng để những cái đèn hàng gió đá đó. Và cái size nó có ghi trên đây các bạn, nó tương ứng với cái lỗ ha, lớn nhỏ. Có hiệu ở đây các bạn. Hiệu ở đây. Tình trạng những cái đầu nó còn đẹp hết rồi. Ok. Cái bộ đầu bét này giao lưu các bạn 150.000 ha. 150.000. Trăm rưỡi ngàn. 6 cái đầu bét cà na. Một cây kéo bếp đa năng của Đức. Một cây kéo bếp đa năng của Đức các bạn. Chiều dài của nó được khoảng 20 cm các bạn. Của Đức nè. Cái kéo bếp đa năng, đồ khui nè, kẹp càng cua nè, cạy nè. Và lưỡi còn khá là sắc nha các bạn. Lưỡi khá là sắc ha. Rất là sắc các bạn. Ok. Cái kéo bếp Đức này giao lưu cho bạn với giá là 180.000 ha, 180.000. 180.000 cho cái kéo bếp của Đức, chiều dài 20 cm. Tình trạng khá đẹp ha. Một cái bơm xe đạp của Nhật, một cái bơm xe đạp của Nhật thương hiệu Medai. Tình trạng khá là mới nha bạn, khá là mới ha. Ống mạ kẽm ha, ống mạ kẽm, ống bơm mạ kẽm. Vòi bơm này nó dùng cái vòi bơm thông dụng các bạn, để chúng ta có thể dùng để bơm xe máy, xe đạp. Ok ha. Chúng ta lắp vào, chúng ta xiết cái này là cái phần cao su nó sẽ bóp vào cái vòi, nó giữ chặt được cái vòi, cũng như là cái ti nó sẽ kích hoạt cái ti trong cái vòi bơm của mình, vòi trong cái xăm xe đó. Rồi chúng ta diệt bơm thôi. Logo JS các bạn. Mày đây, mày đây, da bằng đây, chỉ da bằng đóng như này ha. Cái bơm xe xe đạp xe máy này giao lưu cho các bạn với giá là 180.000, 180.000 các bạn. 80.000 cho cái bơm. Khá đẹp ha.
một cái tay tarot thương hiệu Starrett của Mỹ ha, thương hiệu Starrett của Mỹ các bạn. Chiều dài của nó được khoảng 31 cm, thương hiệu Starrett của Mỹ ha. Đấy. Độ mở cũng khá là lớn các bạn, khá là lớn ha, mở khá là lớn, tối đa cạnh vuông nó lên tới 14 ly các bạn. Starrett này là một cái thương hiệu rất mạnh của Mỹ, chuyên về những cái dụng cụ như là lấy dấu nè, lưỡi cưa, vân vân, những cái hàng về cơ khí, hàng nặng. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp một vài cái eto của thương hiệu Starrett này với cái chất liệu cũng như là những cái kiểu dáng thiết kế rất là đặc trưng, rất là đẹp ha. Và họ luôn đẩy mạnh cái thế mạnh lên là những cái bộ hàm của eto cũng như là những cái kiểu dáng đặc trưng. Những cái cây dụng cụ lấy dấu tự động của Starrett này cũng rất là chất lượng, rất là đẹp nha các bạn. Cái cây tarot của Starrett Mỹ này Zalo cho các bạn với giá là 380.000. Cái cây tarot của Starrett Mỹ. Ok. Thoạt nhìn chúng ta nghĩ nó là một cái compa các bạn, hay như kiểu cái compa cơ khí ha. Nhưng mà không phải, nó là một cái dạng calip các bạn, thước calip đo lỗ trong các bạn, dùng để đo lỗ trong. Và được thiết kế như kiểu một cái dạng compa ha. Compa. Chiều dài của cây calip này nó được 28 cm nha các bạn, 28 cm, hiệu lò đóng đây rồi, thương hiệu đóng đây ha. Đấy. Cái này nó có một cái điểm khá là thú vị các bạn, khá là thú vị ha. Chúng ta có thể thao tác mở nhanh mà không cần phải dặn rang. Vậy chúng ta cái phần rang này nó kẹp như kiểu những cái eto mở nhanh đó, khi mà có cái khâu này nó kẹp cái phần răng này thì chúng ta sẽ dặn thao tác bình thường. Khi chúng ta lấy cái phần khâu ra thì chúng ta sẽ mở nhanh, nó giúp cho cái việc thao tác chúng ta nó hết sức là nhanh chóng và hiệu quả ha, nhanh chóng và hiệu quả. Để vào cũng vậy, ok, rất là lợi hại ha. Cái thước calip này giá luôn cho bạn với giá là 250.000, 250.000. Khá đẹp ha. Đây. Tiếp tục chúng ta đến với một vài cái món nhỏ nhỏ ha. Đầu tiên mình có một cái dụng cụ tút dây điện các bạn. Thương hiệu là Densan, Densan sản xuất ở Tây Đức. Densan. À, Made in West Germany. Cái dụng cụ tút vỏ dây điện. Tút vỏ dây điện. Đây nó có cái lưỡi dao ha. Và bên trong có một cái lưỡi sơ cua nữa nha các bạn. Bên trong có một cái lưỡi sơ cua. Và đây chúng ta có cái một cái vị trí điều chỉnh cái độ cao thấp của lưỡi dao. Ha, điều chỉnh cái độ cao thấp của lưỡi dao. Densan. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 150.000 ha. 150.000. Một trăm rưỡi ngàn cho cái dụng cụ tuốt vỏ dây điện của Tây Đức, thương hiệu Densan. Dao tuốt dây điện của Millerphone của Mỹ các bạn. Cái kèm tuốt dây điện đó thì trước mình có 3 cây, giao lưu có 2 cái thì còn 1 cái thôi, tình trạng còn khá là đẹp các bạn. Có thể điều chỉnh được cái cử sai để chúng ta có thể tuốt dây điện cho nó phù hợp thôi. Mình tuốt thử cho các bạn xem ha. Cắt tốt, rất là ngon các bạn, nhỏ gọn, tiện dùng cho chúng ta cất trong những cái hộp đồ nghề điện trong gia đình. 80.000 cho cái cây tuốt dây điện của Miller Mỹ ha, kèm tuốt dây điện của Mỹ 80k.
Một cặp cờ lê móc của Dovidat. Một cặp cờ lê móc của Dovidat. Chiều dài cây dài nó là 24 cm và cây ngắn là khoảng 20 cm nha các bạn. Đây cái size của nó đây, 45-50. Đây là 68-75. Dovidat. Made in Germany. Sản xuất tại Đức ha. Germany. Ok. Cái cặp cờ lê móc này Zalo cho bạn với giá là 350 ngàn ha. Một cái thương hiệu khá là mạnh của Đức. Dovidat. 350 ngàn các bạn. Một cái còi của quân đội Mỹ nha các bạn. Quân đội Mỹ. Mới tin chưa sử dụng ha. Mới tin chưa sử dụng. Đây, mình sẽ siêu nó ra đi. Nó chất liệu nó bằng nhựa và được làm bằng nhựa, nó có màu xanh. Màu xanh sẫm các bạn. 1967 ha. Đét là 1967 US quân đội Mỹ nha. À, quấn dây đồ màu jean hết rồi các bạn. Ok. Mới tin chưa sử dụng nha. Một cái còi của quân đội Mỹ sản xuất 1967. Mới tin chưa sử dụng. Cái này Zalo cho bạn với giá là 250 ngàn ha. 250 ngàn các bạn. Chúng ta đến với một cái combo này. Một cái lục giác của A Made in Japan ha. Và cái này tình trạng mới tin chưa sử dụng nha các bạn. Đây. 6 ly ha, lục giác 6 ly. Và cách thao tác của nó cũng rất là lợi hại các bạn. Chúng ta có thể sử dụng như cái cây T để chúng ta mở ha. Và đây như là một cái tay cong vậy các bạn. Các bạn có thể chuyển như đây để mở một số góc hẹp, tăng được cái lực mở ha. Đây là cái tay cong zin của nó các bạn. Mới tin chưa sử dụng nha. Mới tin chưa sử dụng. Và cái món tiếp theo là một cái đầu mở gốc của Sunflat Japan mà. Sunflat Japan. Đầu này đầu 63 thông dụng ha, sử dụng cho cái súng vít nè. Pin hay điện đều được. Để chúng ta bẻ mở một số vị trí cái gốc gốc kẹt rồi đó, nghiêng nghiêng chết chết xéo xéo rồi ha. Đây. Ok. Mình lấy ví dụ những cái mũi vít như thế này ha. Ta cắm vào. Ok. Combo này Zalo cho các bạn với giá là 180 ngàn. 180 ngàn. Hai cái món này 180 ngàn các bạn. Một cái dụng cụ mở những cái vòi nước ở trong góc hẹp các bạn, như là những cái lavabo, bồn xin này kia vân vân, một số vị trí góc hẹp đó. Thì họ thiết kế ra cái dạng mở góc hẹp như thế này, rồi chuyên dùng để mở vòi nước. Một cái đầu size của nó là 37 và một cái đầu lớn của nó là 46. 37 và 46. Chất liệu cái cờ lê này là bằng full đồng nha các bạn. Chất liệu đồng mạc rơm thôi nha. Full đồng, không hít 500 nha, toàn bộ. Đây. Những cái vị trí mà nó bóc, nó tróc cái mạc rơm đi rồi đó. Toàn bộ nó là chất liệu bằng đồng ha. Full đồng. Ok. Cái cờ lê bằng đồng này Zalo cho bạn với giá là 350 ngàn. Khá dày và nặng các bạn. Full đồng. Nó cũng được xem như là một cái món như kiểu là safety tool đó các bạn. Món dụng cụ an toàn. Và chất liệu đồng thì đôi lúc một số cái chi tiết ở trong những cái vị trí mà vệ sinh đó, vòi nước vân vân, thì họ vẫn làm chất liệu của nó là đồng mạ. Đồng mạ. Thì chính vì vậy họ mới làm những cờ lê này để chúng ta thao tác, ta mở nó tránh bị hỏng hóc những cái đầu tán van vân vân. 350 ngàn cho cái cờ lê. Chiều dài của nó là được 30 cm nha các bạn. 30 cm. Nhắc lại một đầu là 37 và một đầu của nó là 46. 37 và 46 ly. 37 và 46 ly.
những cái size vòi vanh thông dụng mình hay bắt gặp á. Một cái bàn ép của Mỹ, thương hiệu là Dakke. Ok. Và rất là cổ điển các bạn, rất là cổ điển ha. Cái số serial number đây các bạn, nó 001. Một cái gì đó nó đầu tiên ha. Dakke USA. Chất kèn đúc nó rất là đặc, dày, nặng, cũng như là những cái phần tay ép. Đục ép. Nó cảm giác cái chất thép nó rất là lì lợm. Chất lượng, một cái tem đồng phía trước. Dakke của Mỹ ha. Tay công rồi zin hết rồi. Ok. Cái bàn ép này nó có chiều cao cái phần khẩu này để mình đo cho các bạn ha. Cái chiều cao phần khẩu này là nó tối đa nó khoảng 10 130 ly các bạn, 130 ly. 130 ly. Và cánh tay công nó cũng khá là dài cho chúng ta cái lực ép tốt. Cánh tay công nó dài tới 35 35 rưỡi. 35 rưỡi cm. Nhẹ nhàng. Okay. Đây là phần đế phía dưới cái đó đây các những cái phần gân đúc chịu lực khá là dày. Một cái bàn ép rất là cổ điển ha, rất là cổ điển. Cái bàn ép của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 1 triệu 800 ngàn. 1 triệu 800 ngàn các bạn. Cái cốt này nó có đường kính vuông 25 ly 4 các bạn. 1 inch. Tức là 1 inch 25 ly 4 ha. Hoạt động mượt mà hết ha. Ok. Thích hợp các bạn, chúng ta về chúng ta để ép bạc đạn ha. Ép chấn những một số gì đó nó phù hợp với lại cái chiều cao, nhắc lại cái chiều cao khẩu này là 130. 130. Độ rộng của cái rãnh ép này là 30 ly các bạn. Tối đa nó là 30 ly. Ok. 1 triệu 800 ngàn. Đó có bàn ép của Mỹ, thương hiệu là Dakke. Một cái cây xà beng có đường kính phi là 32 ly, 32 ly và độ dài của nó lên tới 1m20, gần 1m25 các bạn, gần 1m25, trọng lượng của nó khoảng 8 kg ha, khoảng 8 kg. Thích hợp cho các bạn chúng ta dùng để bẫy những cái máy móc nha, những cái đồ nặng gì đấy rất là tiện. Một cái đầu nó họ gia công kiểu tròn và một cái đầu dạng dẹp ha, nó nghiêng góc, thích hợp cho chúng ta bẫy những đồ đạn máy móc này kia để di chuyển này kia đó ha. Nhắc lại phi của nó đường kính là 32 ly và trọng lượng là khoảng 8 kg. Đây này giao lưu cho bạn với giá là 850 ngàn ha. 850 ngàn các bạn. 850 ngàn. Tình trạng còn khá đẹp thôi. Nước da của nó không có bị rỗ nhiều. Ha. Tức là ở bên kia họ cũng đang trong tình trạng đang sử dụng thôi. Ha. Chúng ta thao tác cầm nắm nhiều thì nó sẽ bóng cái thân nó ra nó đẹp. Rồi. Hay là có phần mũi đây bạn. Ok. Đây là cái phần mũi nhọn của nó đây. Khá đẹp ha. Tám trăm rưỡi ngàn cho cái cây sò ben dài một gần 1m25, gần 1m25 ha, và trọng lượng của nó là khoảng 8 kg các bạn, 8 kg. Ghế xếp của không quân Singapore thì còn một cái nha các bạn, còn một cái thôi và tình trạng khá là mới ha, anh nó còn cái tem các bạn. Còn một cái tem và nước sơn zin còn rất là đẹp, cũng như là miếng vải bạc ngồi của nó ha, khá là mới.
tình trạng đã có qua sử dụng nhưng mà còn khá là đẹp các bạn, khá đẹp. Cái ghế xếp này Zalo cho bạn với giá là 300 ngàn ha, 300 ngàn. Bạc ngồi may rất là chắc chắn ha, đường may các bạn nhìn. Và chất liệu cái này nó cũng rất là nhanh khô, không thấm nước, không thấm nước nhiều đâu, rất là nhanh khô. Hổng nhôm ha, khung nhôm, tiện cho chúng ta đi du lịch cắm trại dã ngoại gì đó các bạn mang theo ra ngồi rất là chắc chắn rồi. 300 ngàn cho cái ghế xếp của Không Quân Singapore. Một cái cẩu từ của Canestec, may ra băng là Canestec. Tải trọng của cái cẩu từ này, cục cẩu từ này được 400 kg nha, 400 kg, và trọng lượng bản thân của nó là 15 kg nha các bạn, trọng lượng bản thân của nó là 15 kg. Cái móc cẩu này nó tải lên tới 2,5 tấn lần ha, nó cho dư chúng ta dư tải luôn. Và đây là cái đòn bẩy để chúng ta tách nó khỏi cái phôi cẩu, khi các bạn muốn tách nó ra khỏi cái thép tấm hay là những cái gì mà chúng ta cẩu đó, thì chúng ta phải dùng cái gói cam này để chúng ta nâng cái bề mặt nó lên để nó giảm cái lực hít đi, thì lúc đó chúng ta mới nhắc nó lên nổi, chứ bình thường mà không có cái này thì các bạn không thể nhắc nó lên được đâu. Ok, sơn zin khá là đẹp ha, tem nhôm, tem nhôm rất là đẹp. Và giá Zalo cho các bạn hôm nay là 1.800.000, 1.800.000 cho cái cẩu từ tải trọng 400 kg của Canestec nha các bạn. Trọng lượng bản thân của nó nhắc lại là 15 kg, 1.800.000 thôi. Đây, cái bề mặt của nó có dưới là nguyên một thanh 500, nguyên một thỏ 500 nha các bạn. Không có bị bể chỗ nào hết ha, không có bị nứt bể chỗ nào hết nha các bạn, lưu ý ha. Ok, nhắc lại trọng lượng của nó là 15 kg và tải trọng được 400 kg nha, 400 kg với cái bề mặt thẳng như thép tấm này kia đó, thì chúng ta càng mặt càng lớn càng dày thì cái lực hít nó sẽ càng mạnh các bạn nha. Tải trọng nó là 400 kg và giá Zalo cho bạn như 1.800.000 thôi. Ok, tiếp tục chúng ta đến với cái chuyên mục tiếp theo, một vài cái dụng cụ sử dụng điện các bạn. Mời các bạn ra sân. Đầu tiên với chuyên mục đồ điện hôm nay thì chúng ta đến với một cái khoan bàn của Kira. Kira mũ nồi cổ điển và đánh giá của nó là còn rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Các bạn nhìn nước sơn zin trên cái mũ nồi, chất liệu bằng gang của nó còn cái độ bóng ha. Và một cái điều mà chúng ta đáng ngạc nhiên hơn nữa đó là cái sợi dây curo zin theo máy nó vẫn còn, lúc mà Minh Tewi mang về đây vẫn còn. Và trên cái dây này nó có ghi đi Kira, Kira luôn nha bạn, dây của Kira luôn. Mã là mã A, logo JS đây, A40 ha, A40 Kira Keywalk. Nhưng mà theo mình đánh giá thì cái dây này nó chỉ mang tính là nếu mà các bạn nào trưng bày thì chúng ta sẽ lắp cái dây này để chúng ta trưng bày cho nó đẹp thôi. Nó sẽ nấu lên được cái chất zin của cái khoan cổ điển. Nếu mà chúng ta xài thì chúng ta sẽ thay cái dây khác. Và đương nhiên khi giao lưu cái khoan này thì mình cũng sẽ tặng kèm cho các bạn một cái dây mới với cùng cái mã là size là A40 và dây zin nha các bạn, dây zin, dây xịn đó, để các bạn về chúng ta lắp vào để chúng ta sử dụng. Tình trạng cái khoan này là mình đã vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra và tra dầu mỡ vào các chi tiết quan trọng cần thiết. Các bạn về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Nó là một cái khoan bàn size 1 m, đầu cặp 13, bàn vuông, có thể bẻ bàn đến 90 độ các bạn. Bẻ mỗi bên góc, bẻ bàn 90 độ bàn vuông, còn rất là đẹp ha. Ra ngoài nhìn cái thứ nó còn rất là mới như thế này nè. Và nó cổ điển đến mức là nó không dùng cái vít me nâng bàn các bạn, mà chúng ta phải nâng bằng cơ hết, toàn bộ là nâng bằng cơ hết ha. Và đây là cái khâu chặn giới hạn để chúng ta nâng lên nâng xuống ở vị trí nào thì chúng ta sẽ di chuyển cái khâu này đến cái vị trí mà chúng ta cần lóc nó lại đó. Ok,
À, tất cả những cái tay quay chuồng rồi là còn zin hết, zin hết rồi. Rất là đẹp. Thì riêng cái phần đế này là mình có sơn nó lại các bạn, sơn phủ nó lại. À, vì lý do tại sao không biết bên kia họ để nó bị nắng hay sao á, thì cái màu nó bị bạc ra như là cái khâu này nè các bạn, nó bạc trắng là như thế này. À, thì mình dùng cái mã màu của Hitachi đó, mình sơn phủ nó lên thôi, mình sơn phủ nó cho nó sạch sẽ lại, cho nó gần tệp cái màu lại với cái nguyên bản. Còn từ vị trí này đổ lên là sơn zin 100% hết ha. À, sơn zin 100% hết nha các bạn. Motor của Mitsubishi Superlight. À, điện zin 100V và công suất của con này thường là 100W thôi các bạn. Những cái con khoan bằng 1 mét này là công suất nó khoảng 100W thôi. À, tua con này tua 1.400, 1.700 ha. Tua 1.700. Và máy hoạt động rất là êm mượt mà. Đến cái công tắc cũng đặt của Kira luôn các bạn thấy không? Công tắc của Kira nè. Rất là mới, từng cái con vít nè ha, các bạn nhìn rất cổ điển ha. À, những cái con tán họ si hết rồi. Kể cả những con tán bắt cái phần đế này cũng mạ rơm luôn. Mạ rơm luôn. À, những cái núm này là những núm, là những cái con này si hết ha, mạ rơm hết. Và những cái tem các bạn nhìn gần cái tem đó nè. Rất là đẹp. Nó có 3 cấp độ nha các bạn. 3 cấp độ 560 cho tới 1.800 nè. Ở đây mình xài cái tần số 50 Hz nha. 50 Hz là từ 560 cho tới 1.800. À, đây là cái thước của nó các bạn thấy không? À, những cái nắm tay này đều có logo của Kira hết. Thế là cái khoang này họ sử dụng, mình không hiểu là họ sử dụng bằng cách gì mà nó còn nguyên bản và nó đẹp như thế. Đây, cái nước sơn nhũ vàng trên chữ Kira vẫn là zin của nó nha các bạn, chứ không phải là mình tô lên đâu, zin nguyên bản của nó hết, nước sơn nó còn bóng đẹp như thế đó. Mọi chi tiết gần như là còn nguyên của nhà sản xuất hết. Ok, và nhắc lại là cái khoang này mình sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một cái sợi dây cu ro để các bạn về chúng ta cất cái dây zin này đi và chúng ta sử dụng ha. Đầu kẹp 13 ly nè các bạn, đầu kẹp 13 ly. Ok, cổ điển luôn nha, đầu này dạng đầu cổ điển luôn á. À, của Nhật nè. Cái logo cánh chim, logo hiệu cánh chim đó. Rất là đẹp. Trọng lượng của cái khoang này thì nó rơi đầu có tầm khoảng 60 đến 70 kg thôi. À, 60 đến 70 kg thôi. À, cũng khá là dày dày dạng và chắc chắn các bạn. Cái dạng chắc chắn. À, bàn vuông chưa bị dính một cái vết nào hết ha. Chưa bị dính một cái vết khoang nào hết. Rất là đẹp. Okay. Cái khoang bàn Kira mũ nồi này giao lưu cho các bạn với giá là 5 triệu 300 ngàn. 5 triệu 300 ngàn. Giá ba chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. 5 triệu 300 ngàn. Okay. Này, cốt rất là đẹp luôn. Những cái khoang nó có cái cạc te dạng mũ nồi như thế này, nó cho mình cái cảm giác nó phải nói là rất là cổ điển. Mà tình trạng cái khoang mày trong tình trạng còn mới và đẹp như thế này thì cũng không phải là nhiều, không phải dễ dàng mà chúng ta bắt gặp được. Nắp đậy rồi cũng bằng gang hết và nước sơn rồi gần như là nguyên bản rồi, rất là mới. Không hiểu bên kia họ dùng và họ bảo quản như thế nào mà nó còn mới đẹp tới như thế ha. Nước sơn nó còn cái độ bóng luôn rồi. Ok, nhắc lại 5 triệu 300 ngàn cho cái khoang Kira mũ nồi à, size 1 mét, đầu cặp 13 ly. Rất là vintage, xứng đáng cho các bạn chúng ta sưu tầm và sử dụng. Sưu tầm, trưng bày và sử dụng. Nhìn cái tem của nó thấy sướng nha. Rất là mới. Kira Iron Work.
5.300.000. Tiếp tục chúng ta đến với một cây kèn, kèn điện các bạn. Và cái này nó dùng điện 12V nha. 12V. À, kèn này của Đức các bạn. À, của Đức, made in Germany. Và cây này nó thuộc âm cao ha, nó có ký hiệu chữ H này mà. Thường để kèn ta sẽ thấy những cái kèn ô tô đó, nó sẽ đi một cặp, một cây âm trầm và một cây âm bổng là âm cao đó, H, ký hiệu H, dạng L, high và low ha. Thì thường là chúng ta sẽ tận dụng cái cây âm cao này để chúng ta xài kèn đơn là nhiều, vì cái âm cao nó hay hơn, nó vang xa hơn. À, điện 12V, cái này mình cũng đã test thử rồi. À, tiếng nghe rất là chát chúa, tiếng nghe rất là chát chúa. Đường kính của nó đây các bạn, kèn của Đức nha. Ok, đường kính là khoảng 120 ly các bạn, 120 ly ha. À, hai chân. Ok, sơn zin còn rất là mới ha, sơn zin còn rất là mới. Cái kèn này giao lưu cho bạn với giá là 300.000. Ok. Thì cái này thì mình cũng đã test thử với cái bình ô tô rồi, tiếng rất là trong và hay. Nhưng mà lý do bây giờ đang là buổi trưa các bạn, giờ nghỉ trưa, thành thử ra mình không dám test thử cho các bạn thôi. Nhưng mà đảm bảo là tiếng còn rất là chất lượng. Thì thường các bạn nào mà chơi xe máy đó thì chúng ta biết rồi, những cái kèn của Spacey hay Freeway ha, thì nó mắc có thể gấp 2, gấp 3 những cái kèn ô tô. Nhưng nếu bạn nào chúng ta biết thì chúng ta ra những cái chỗ mà bán phụ tùng ô tô đó, chúng ta mua những cái kèn đôi của những cái xe ô tô mà chúng ta lựa cái âm H á, âm cao á, thì cái tiếng nó gần như là gần giống như những cái kèn của xe máy. Và chúng ta chỉ đấu thêm những cái đèn led nếu chúng ta xài kèn đôi, còn nếu chúng ta xài một cây thì không cần, thì chúng ta sử dụng và chất lượng âm thanh của nó phải nói là tuyệt vời luôn các bạn. À, hồi xưa mình chơi xe máy là mình thường xuyên dùng những cái kèn đôi của xe ô tô như là Camry, Civic vân vân. À, và giá của nó thì rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. À, 300.000 cho cái cây kèn của Đức, chất lượng tuyệt vời luôn. Một cây đèn sửa chữa của Hataya, tình trạng của nó còn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Dây nguồn của nó dài chắc cả chục mét đó ha, dây nguồn dài cả chục mét đó. Và phần cán cầm này là nó bằng nhựa phíp, nhựa phíp. Có một cái ổ cắm nối 7A 125V. Công tắc ở đây các bạn. Ồ, công tắc rất là chất lượng luôn. À, có móc nè. À, có muỗng hắt sáng. Hataya 100V 60W. Các bạn về chúng ta mua những cái bóng LED chúng ta lắp vào thì chúng ta sử dụng 220 bình thường nha các bạn. Ở đây mình sẽ test cho các bạn với 220 luôn. Mình dùng cái bóng LED nè, mình lắp vào. LED nó auto volt. Ok. À, đây. Cắm với điện 220 luôn nha các bạn. Cắm với điện 220 luôn. Này. Và cái đèn này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000, 450.000. 220 ha. Bóng LED thì nó auto volt nè. Ok. 450.000 cho cái đèn của Hataya, đèn dạng treo móc sửa chữa đó các bạn, dây nguồn dài 10 mét, 450.000, quá trời đẹp, chất lượng. Cái máy massage dạng con cốc các bạn, cốc massage. Và cái con cốc massage này cũng khá là đặc biệt vì nó sử dụng nguồn điện zin 220, điện gia đình mình luôn nha các bạn. Một cái điều rất là hiếm bắt gặp đối với những cái dụng cụ nội địa Nhật như thế này. Ok, cái thương hiệu của nó là Neogi. Neogi, hôm trước mình có giao lưu qua một cái rồi, cái hiệu Lion sư tử. Cái kia thì nó sử dụng điện 100V các bạn, cái này nó điện 200 tới 220 ha, 30W thôi. Ở đây chúng ta có công tắc on off phía sau đuôi này. À, và một cái nút này để chúng ta tăng cái lực rung của nó lên thôi, khi chúng ta nhấn vào nó sẽ tăng cái lực rung. Ok. À, một cái con cốc massage.
rất là đã rồi. Cái con cá massage này Zalo cho bạn với giá là 280.000. 280.000. Điện gia đình của mình là từ 200 tới 220 là sử dụng được nha các bạn. Này. Nó nhảy như con cóc rồi. Massage rất là đã. Nhấn như đây thì nó gia tăng cái lực lên, nó rung mạnh lên thôi. Nhức mỏi, nói chung là nhức mỏi chỗ nào thì rung chỗ đó ha. Ok. Rất là an toàn. Tại vì nó dùng cái từ thôi, nó rung bằng cái từ thôi. Nó có tăng phô trọng, nó tạo ra cái từ trường để nó rung. Giống như kiểu như cái tông đơn hớt tóc mà vậy thôi các bạn. Rồi, máy chạy khá là êm ha. Khá là êm. Rung rất là đã. 280 ngàn các bạn. Để xuống là nó nhảy đúng như con cóc luôn á ha. Bắt đầu cái chuyên mục đồ hôi hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một vài cái loại dây hơi các anh em chúng ta hay sử dụng thông dụng ha. Thì đầu tiên là mình có một cái cuộn dây này, nó dài tầm 20 mét nha các bạn. Dây này là lỗi trong 6 ly rưỡi và lưng ngoài nó là 10 ly. Chịu áp lên tới 15 kg các bạn. Mấy sẽ băng. Và cái dây này thường dùng cho cái định để dành là để thay thế cho những cái rulo cuốn các bạn, như rulo hơi đó. Thì cái dây này chúng ta sử dụng cho vitule nè, bơm đo, xịt hơi, những cái máy mài này kia vân vân, cũng khá là ok ha. Đầu nối được cái đã test ha, không có bị rò hơi nha các bạn. Thương hiệu Togawa ha, Lifeflex. 6 ly rưỡi 10 ly. Máy da băng ha. Độ dài nó qua 20 mét nha các bạn. Ok. Cái cuộn dây hơi này Zalo cho bạn với giá là 650 ngàn nha. 650 ngàn. Nhắc lại dây lỗi trong 6 ly rưỡi, lưng ngoài 10 ly. Có đầu nối nhanh, rồi các bạn về chúng ta chỉ cắm là sử dụng thôi. 650 ngàn nha các bạn. Ban đầu thì ý định là định để dành cái cuộn này để backup cho cái cuộn rulo hơi này đó các bạn. Dù sau này mà chúng mình xài mà nó có hư hỏng nữa thì mình sẽ thay nó. Nhưng mà sợ để lâu không dùng thì nó cũng hư. Nên thôi mang ra giao lưu cho những anh em nào đang có nhu cầu sử dụng ha. 650 ngàn. Ok, 20 mét nha các bạn. Tiếp tục. Cái cuộn dây thứ hai. Ở đây mình về được cái cuộn dây này khá là xịn các bạn. Phải nói là rất là xịn sò luôn. Đây. Lỗ trong của nó là 8 ly. Lỗ trong của nó là 8 ly rưỡi các bạn, 8 ly rưỡi. Và cái lưng ngoài của nó là được 14 ly các bạn, 14 ly, lỗ trong 8 ly rưỡi. Chịu áp được tới 600 PSI tương đương là 42 kg trên 1 cm vuông. Nè. Và cái dây này của hãng Babum and Sprayer, một cái thương hiệu đến từ New Zealand. Tình trạng cái dây này là mới tinh chưa sử dụng nha. Dây 8 ly rưỡi. Và các bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ cắt và bấm code cái đầu nối nhanh được cái đầu của Nhật để chúng ta về chúng ta sử dụng thôi. Tùy theo cái nhu cầu các bạn muốn cắt 10 ly hay 10 m, 15 m, 20 m gì đó tùy cái nhu cầu sử dụng. Dây còn rất là mới và dẻo nha các bạn. Size 8 ly rưỡi này thì cũng rất là vừa phù hợp để chúng ta sử dụng rồi. Ok. Nhắc lại áp của nó chịu tối đa là tới 42 kg, 42 kg. Và giá Zalo cho các bạn là 60.000 một mét. 60.000 một mét ha. Ok. Còn chúng ta bấm cái đầu nối thì chúng ta lúc đó sẽ cộng thêm cái chi phí bấm code kèm theo đầu được đầu cái ha, đầu nối nhanh đó. Ok. Và bên cạnh đó mình còn có một cái size thứ hai nữa là cái size lỗ trong 10 ly. Áp vẫn là 42 kg và tình trạng cũng là mới tinh chưa sử dụng. Bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ cắt và bấm đầu cho các bạn nha. Đây. Babum and Sprayer, thương hiệu của New Zealand các bạn. Dây rất là dẻo và mới. Áp chịu tối đa lên tới 600 PSI. Lỗ trong nó là 10 ly ha, 10 ly. Dây rất là xịn sò các bạn. Lâu lâu mới gặp được một cái lô dây nó chất lượng như thế này.
Và cái này thì giao lưu cho bạn với giá là 70.000 một mét, 70.000 một mét, 60.000 một mét. Ok, chúng ta cứ cắt là tính tính tới thôi. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cái xịt hơi của Kinky Made in Japan ha. Tình trạng cái xịt hơi này còn khá đẹp nha các bạn, khá đẹp ha. Kinky Made in Japan. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 250 ngàn nha. 250 ngàn. Cái xịt hơi của Nhật. Khá là chất lượng rồi. Một cái sản phẩm tiếp theo chúng ta có một cái dạng đục thẳng đến từ thương hiệu Uri, và cái cây này tình trạng cũng còn rất là mới nha các bạn. Đục thẳng Uri, và cái cây này bên kia họ dùng để tán chốt các bạn. Cái đầu này, cái đầu như kiểu tán chốt ha. Cái chốt rive này kia đó ha, lã đầu chốt ha. Tình trạng nó rất là mới luôn, nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết ha. Gần như mới mà chưa có vệ sinh, cái này chỉ rửa đi là cái cò này nó sáng giới như cái đuôi chuột rồi luôn. Ok, cái đục hơi thẳng của Uri này giao lưu cho bạn với giá là 600 ngàn, 600 ngàn nha các bạn, rất là mới ha. Rất là bạo lực các bạn, cực kỳ nhẹ hơi luôn ha, ăn uống tiết kiệm, nhẹ hơi, mạnh, bạo lực. Và cái này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái mũi đục như ở đây mình có bán cho các bạn đó, 100 ngàn một cái á, để chúng ta thay thế vào để chúng ta sử dụng ha. Và cái này thì nếu mà các bạn thay những mũi đục dẹp thì bắt buộc chúng ta phải thay luôn cả cái lò xo này nữa nha các bạn, vì lò xo này chúng ta chỉ sử dụng được cho những cái mũi đục nhọn thôi thì mới trồng vào được cái miệng này của nó. Còn nếu chúng ta thay những cái mũi đục dẹp có bề bản lớn ở phần đầu này thì bắt buộc chúng ta phải thay một cái dạng lò xo, nó có cái kiểu khóa khác. Tuy nhiên cái phần trong lưng này thì nó cũng cùng size với cái lò xo như thế này. Và cái lò xo đó mình có giao lưu cho bạn là 100 ngàn một cái, mỗi đục cũng là 100 ngàn một cái ha. Ok, 600 ngàn cho cái cây đục thẳng của Uri, tình trạng rất là mới ha. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cái cây mài khuôn góc 90 độ, đầu collet 6 ly thông dụng các bạn, đầu collet. Và cái này đến từ thương hiệu Mattel của Mỹ ha. Tình trạng rất là mới các bạn. Mài góc, mài góc, một cái dạng mài khuôn nữa ha. Mài khuôn. Đầu collet 6 ly 3 thông dụng rồi. Mặt tuôn vỏ nhôm, cán cầm bằng nhựa. Đây có đóng margin dưới xay các bạn. Ok, mặt tuôn một cái thương hiệu đến từ Mỹ ha. Và cái cây mài gốc của mặt tuôn margin dưới xay này giao lưu cho bạn với giá là 850 ngàn. 850 ngàn cho cây mài gốc của mặt tuôn. Con này dùng cái cò bóp và cò có khóa ha, cò có lẫy khóa các bạn. Rất là bạo lực. Những sản phẩm đến từ Mỹ chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Quá bạo lực. Quá bạo lực. Những cái con mài khuôn thì thường nó sẽ chạy cái tốc độ khoảng 20 mấy ngàn vòng một phút nha các bạn. Chứ không có thể nào chậm được. Sử dụng những cái mũi mài giống như là cái mũi lúc đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn đó, những cái mũi chân 6 ly, 6 ly 3 vậy đó, là chúng ta có thể sử dụng được. Đánh cước nè, mài giấy nhám nè, mài đá mài cà lem, hoặc là những cái mũi móc. Ok, 850 ngàn cho cái cây mài của mặt tôi. Một cái súng Victoulet bầu dưới, bầu này lớn, hoặc đồ này khoảng 1 lít, bình này khoảng 1 lít, thương hiệu Iwata. Tình trạng nguyên zin chưa vệ sinh, nhưng mà cây này mình đã test rồi. Mã nó là W70 nha, Iwata W70, logo JS này. Và cái đầu bét này mình cũng đã kiểm tra rồi các bạn, kim bét này rất là mới và đẹp ha, bét 2 chấm luôn rồi, bét lớn. Chúng ta sơn những cái mảng rộng, mảng lớn ha, cái độ xè nó lớn và cái độ đẩy nó xa. Ok, bầu 1 lít, bầu 1 lít nha. Ok, khá là mới luôn à, khá là mới luôn. Ok, cái súng sơn của Iwata này giao lưu cho bạn với giá là 1 triệu ha, 1 triệu. Ok, chút xíu nữa mình sẽ ra ngoài mình test với nước cho các bạn xem, để chúng ta xem được cái độ xòe của cái hai chấm ha, cái bét 2 chấm ha.
1 triệu. Rất là xa nha các bạn. Chỉnh độ xòe các bạn. À, thấy cái đầu xe đó không? Rất là đã luôn ha. Cứ lan cái đồ là sướng luôn á. Vậy là cái sản phẩm này là cũng là sản phẩm sau cùng của VF Yalu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng MTV Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.